Rồi chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hai Tech Channel nhé. Thì trong cái video clip hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn á làm sao để mà tắt cái tiếng kêu bíp bíp trên đầu ghi KB Vision nhé. Khi mà các bạn không có gắn ổ cứng trên đầu ghi KB Vision thì nó sẽ kêu cái tiếng kêu bíp bíp liên tục á. Do vậy mình sẽ hướng dẫn cái tắt tiếng kêu bíp bíp khi không có ổ cứng trên đầu ghi KB Vision nha. Các bạn chỉ cần thao tác đơn giản như vậy thôi nè. Đầu tiên các bạn chọn vào cái menu chính trên màn hình nè. Kế đến các bạn nhớ là phải nhấn vào mục là thiết lập nha. Sau đó thì các bạn để ý tới phần sự kiện này, nhấp vào phần sự kiện nha. Rồi, ở đây nó sẽ có 3 mục là phát hiện nè, báo động nè và bất thường nè. Đó, thì ngay cái trong phần báo động nè, bất thường nè, các bạn sẽ thấy có nè, loại sự kiện nè, nó sẽ có 3 cái lỗi ổ cứng đầy hoặc là không ổ cứng. Đó thì ở đây các bạn thấy nè, cái chế độ mà không ổ cứng nó sẽ báo chế độ bật nè. Thì để các bạn tắt cái tiếng kêu nó đi thì các bạn bấm vô chế độ tắt cái nút này đi. Đó, khi mà nó kêu thì nó sẽ báo bằng cái tiếng bơ 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 là bíp 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 đó. Đó, bây giờ các bạn bấm vô nút lưu nha. Bây giờ thử chờ một xíu coi cái lỗi này nó có tắt hay không nha. Đó thì bây giờ mình đã tắt cái chế độ bật rồi nè. Bây giờ chúng ta chờ coi nó còn kêu nữa hay không nha. Chúng ta kiên nhẫn là vàng nha các bạn, cứ chờ khoảng 10 giây nếu nó không kêu nữa thì tức là chúng ta đã thành công nha. Đó, nó vẫn còn kêu kìa, mình phải kiên nhẫn thêm xíu coi nó được chưa nha. Có thể là lần cuối nó báo, cũng có thể là nó không được. Nó không được thì chúng ta tắt cái tiếng kêu bờ 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 đó đi luôn. Nhưng mà mình nghĩ không bật thì chắc nó không kêu đâu. Nó kêu thì... À, nó vẫn kêu. Vậy thì chúng ta tắt thử luôn cái tiếng bờ đó đi nha. Đúng là đầu ghi như cái cục cất sự kiện. Chúng ta thường hay chúng ta bị cái này hoài nè, nên là chúng ta cứ không việc gì phải vội hết, cứ làm thao tác một hai lần là được. Mình làm clip mình đâu có giỏi đâu. À, bấm xác nhận nha, chứ không phải bấm luôn nha các bạn. Bấm xác nhận nha. Đó, rồi tắt ra. Vậy đảm bảo 100% là được rồi đó. Xác nhận chứ không phải lưu nha. Lưu ý nha, nhiều khi nhấn chữ lưu á, nó lưu chứ nó không xác nhận. Bấm xác nhận thì mới ok. Chúng ta đợi khoảng 20 giây nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đang làm rất là nhiều cái clip camera và các dòng KB Vision, HIK và Dahua nha. Các bạn nào mà không biết cấu hình mấy dòng này á, thì có thể xem cái series clip của mình á, trên kênh Hai Tech Channel nha. Rồi, hết rồi đó các bạn. Bây giờ nó không còn kêu tiếng bíp 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 nữa nha. Rồi, bạn nào đã xem cái video clip này á, thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giùm mình nha. Mấy bữa tiếp theo mình sẽ review qua cái dòng camera KB Bone, cũng là một thương hiệu của KB Vision nha. Nhớ đón xem clip của mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.